Hiện nay tẩy da chết không còn là nỗi lo quá lớn đối với sắc đẹp của chị em phụ nữ nữa. Có rất nhiều loại kem hỗ trợ tẩy da chết hiệu quả trên thị trường hiện nay. Trong đó, tẩy da chết Muji là cái tên đang rất nổi trội về cả chất lượng lẫn giá thành sản phẩm. Hãy cùng tìm hiểu kem tẩy tế bào chết Muji qua review này nhé. Y, Muji Nhật, cái tên nổi tiếng trong cộng đồng làm đẹp Việt. Muji là cái tên góp mặt ở hầu hết các cửa hàng mỹ phẩm trên toàn quốc hiện nay. Các sản phẩm của Muji rất được quan tâm và ưa thích sử dụng bởi người dùng. Không một thứ gì là bột phát và cũng không có gì là tự nhiên cả. Những điều mà Muji đã tạo nên hiện nay chính là sự gây dựng về chất lượng trong từng sản phẩm. Đầu tiên là Muji được sản xuất tại Nhật Bản, đất nước vốn nổi tiếng về nền công nghiệp mỹ phẩm. Tiếp đến, chất lượng của các sản phẩm thương hiệu Muji xứng đáng đạt điểm 10 vì hiệu quả đem lại. Bất kể da thô, ráp, dầu, nhờn, nhạy cảm hay cần tẩy da chết Muji đều có cách giải quyết phù hợp và chất lượng. Một điểm cộng của sản phẩm nhà Muji là sản xuất an toàn, không gây kích ứng da. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng Muji dù cho bạn sở hữu làn da nhạy cảm nhất. Tẩy da chết Muji cũng là một sản phẩm đặc trưng của thương hiệu này. Với chất lượng khó đâu sánh kịp lại sở hữu một mức giá khá mềm, tẩy da chết Muji tạo cơn sốt trong dòng sản phẩm tẩy da chết vật lý. 2. Review kem tẩy da chết Muji. Tẩy da chết Muji Nhật luôn là một trong những dòng sản phẩm được đón nhận rất nồng nhiệt hiện nay. Không chỉ nổi tiếng về chất lượng, các sản phẩm này còn được yêu thích vì độ an toàn và phù hợp với nhiều loại da khác nhau khi sử dụng. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu sữa rửa mặt tẩy tế bào chết Muji Face Plus. Dạng sữa rửa mặt kim tẩy da chết này thường thấy ở nhiều thương hiệu như tẩy da chết SCT, Ivet. Đây là một sản phẩm khá tốt của thương hiệu Muji về lĩnh vực tẩy da chết hiện nay. Sản phẩm này nhận được sự quan tâm khá nồng nhiệt từ phía khách hàng sử dụng sản phẩm do mang lại hiệu quả rất cao sau khi sử dụng. Để hiểu rõ hơn sản phẩm, chúng tôi sẽ tiến đến những thông tin về tẩy da chết Muji. Bao bì sản phẩm. Muji Face Wash Cup được sản xuất theo kiểu vỏ nhựa dạng chai thông thường, với vỏ ngoài mang một màu trắng ngà cho cảm giác thân thiện và tinh khiết, rất phù hợp với thông điệp mà sản phẩm muốn truyền tải đến người sử dụng. Tuy nhiên, những thông tin về sản phẩm khá hạn chế. Mặt trước chỉ in mỗi tên sản phẩm và mặt sau chỉ xuất hiện vài số liệu ngắn về thành phần, tác dụng, nhưng lại thể hiện bằng tiếng Nhật. Vì thế gây ra khá nhiều khó khăn cho người sử dụng để hiểu rõ về sản phẩm. Đặc trưng về sản phẩm. Sữa rửa mặt tẩy da chết Muji có dạng kem khá đặc, màu trắng, có mùi hương. Thoa sản phẩm ra tay, bạn có thể thấy rõ những hạt cúp nhỏ li ti màu hồng nhạt trải đều trong từng lớp kem. Thoa sữa rửa mặt Muji Face Wash cúp lên da, bạn sẽ cảm nhận sự tươi mát, mùi hương nhẹ nhàng làm sao khiến bất kỳ ai. Đây là sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ những thành phần tự nhiên, có công dụng hiệu quả đối với tẩy tế bào chết và làm sạch da mặt. Tẩy tế bào chết Muji có thể sử dụng được cho hầu hết các loại da, đặc biệt là da nhạy cảm. Thành phần. Tẩy tế bào chết Muji Face Wash Cup được bổ sung nhiều thành phần quý hiếm từ thiên nhiên với hiệu quả tẩy sạch những làn da chết cứng đầu nhất. Bao gồm: điểm nhất là thành phần cao cấp của dòng dưỡng chất carotene. Sự có mặt của collagen 51 và hyaluronic acid đẩy nhanh hiệu quả tác động của kem lên da mặt hiệu quả. Các tinh chất tự nhiên khác hỗ trợ chăm sóc làn da mịn màng và sáng đẹp. Tác dụng trên da. Với sự phối hợp của nhiều thành phần quý trong cùng một sản phẩm, kem tẩy da chết Muji mang lại một hiệu quả khó tin trong việc tẩy sạch da chết và dưỡng da hiệu quả. Carotene là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Do đó, sử dụng kem tẩy da chết Muji Face Wash Cup sẽ giúp làn da bạn chống lại những tác nhân gây lão hóa làm xấu da. Sự bổ sung của collagen 51 và hyaluronic acid sẽ thúc đẩy quá trình tẩy tế bào chết diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, tăng cường hiệu quả làm sạch da. Các dưỡng chất thiết yếu khác có trong sản phẩm giúp dưỡng ẩm cho da, đồng thời bổ sung các vi chất cần thiết cho một làn da khỏe mạnh. Các hạt cúp nhỏ li ti không phải xuất hiện với tác dụng trang trí. Sự hiện diện của các hạt cúp sẽ giúp đánh bật các lớp sừng bằng ma sát khi sử dụng. Đấy là những tác dụng có thể gọi là thần kỳ đối với tẩy sạch và loại bỏ các tế bào chết trên da mặt mà kem tẩy tế bào chết Muji mang lại cho người sử dụng.
Ngoài ra một điều làm nên sự tin dụng của khách hàng chính là sự an toàn, dịu nhẹ của Muji Face Wash. Được chiết xuất hoàn toàn từ những thành phần tự nhiên và không chứa bất kỳ chất kích ứng nào cả. Vì thế kem tẩy tế bào chết Muji không gây mẫn cảm với bất kỳ loại da nào. 3. Hướng dẫn sử dụng kem tẩy da chết Muji. Tẩy da chết là một công việc tương đối dễ và bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Để sử dụng kem tẩy tế bào chết Muji Face Wash giúp cho làn da của mình, bạn có thể tham khảo các bước hướng dẫn cách sử dụng tẩy da chết Muji dưới đây. Bước 1. Hãy rửa mặt thật sạch và làm giãn nở lỗ chân lông trước khi tẩy tế bào chết. Cách nhanh nhất là bạn hãy rửa mặt nhiều lần với nước ấm, sau đó lau khô. Bước 2. Lấy một lượng kem vừa đủ và thoa đều lên gương mặt. Bước 3. Kết hợp massage nhẹ nhàng lên da mặt. Chú ý phải thực hiện nhẹ nhàng vì các hạt xúc có thể gây trầy xước da nếu massage quá mạnh. Bước 4. Sau khi thoa kem từ 2-5 phút hãy rửa mặt sạch lại với nước. Với các bước như trên bạn đã có thể thực hiện tất tần tật công việc tẩy da chết một cách hiệu quả nhất. 4. Lưu ý khi sử dụng sữa rửa mặt tẩy tế bào chết Muji. Để đảm bảo việc tẩy da chết đem lại kết quả tốt nhất, bạn cần lưu ý các vấn đề sau. Nên tẩy da chết vào buổi tối, tốt nhất là từ 20 giờ-22 giờ vì đây là thời gian da hấp thụ dưỡng chất tốt nhất. Không tẩy da chết vào buổi sáng. Điều này là bởi sau khi tẩy da chết, da trở nên yếu và mỏng, nếu tiếp xúc ánh sáng mạnh dễ bị tổn thương. Để đảm bảo an toàn cho da, bạn chỉ nên thực hiện tẩy da chết với tần suất từ 1-2 lần mỗi tuần. Sau khi tẩy da chết, da sẽ trở nên khô hơn. Vì vậy, bạn có thể bổ sung dưỡng ẩm cho da bằng cách thoa thêm kem dưỡng hoặc đắp mặt dạ. V. Tẩy da chết Muji mua ở đâu? Giá bao nhiêu? Kem tẩy da chết Muji được bán ở rất nhiều nơi. Bạn có thể tìm mua dễ dàng ở các cửa hàng mỹ phẩm chăm sóc da mặt hiện nay. Ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng tìm mua Muji Face Wash giúp ngay tại nhà thông qua các ứng dụng mua bán trực tuyến hiện nay như Lazada hay Shop Sen Đỏ. Tại mỗi bài đăng sẽ có chi tiết thông tin về sản phẩm như xuất xứ, thành phần, tác dụng, lưu ý để bạn có thể tham khảo trước khi mua hàng. Giá của một sản phẩm kem tẩy tế bào chết Muji Nhật rơi vào tầm 180.000 đồng. Mức giá này sẽ có sự khác biệt đôi chút tùy vào chính sách của nơi bán hàng mà bạn tham khảo. Tuy nhiên nhìn chung đây là một mức giá khá rẻ đối với một sản phẩm chất lượng như thế. Kem tẩy da chết Muji là sự lựa chọn hoàn hảo để giải quyết nỗi lo tế bào chết trên làn da. Bạn đã từng sử dụng kem tẩy da chết Muji? Hãy chia sẻ cho chúng tôi về trải nghiệm của bạn qua phần comment nhé!